Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với chương trình Thay răng xứ mới, đổi răng xứ cũ, ưu đãi 99% tại nha khoa Ân Tâm. Đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với chị Ngọc Soàn là vị khách hàng vừa tham gia chương trình thay xứ. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ từ chị. Em chào chị. Chị Soàn ơi, vì sao mà mình lại biết đến nha khoa Ân Tâm rồi chị? Và mình biết đến nha khoa Ân Tâm thì mình biết đến chương trình thay xứ trước đó rồi hay là đến nha khoa thì chị mới biết? À, cũng có tìm hiểu nhiều chỗ rồi đó. Rồi xong chị thấy nhớ em của chị á, nó đã làm thay xứ ở đây rồi. Rồi khi mà lại đây thì chị mới được mấy bạn tư vấn á là có chương trình thay răng xứ cũ đổi răng xứ mới, nên chị quyết tâm chị làm luôn. Thì khi mà mình đến với nha khoa Ân Tâm thì theo em được biết là chị đã từng làm răng xứ rồi, thì không biết là tình trạng răng ban đầu của chị là nó có vấn đề gì mà chị lại quyết định là làm răng xứ đó chị? Chị làm răng xứ cũng lâu rồi đó, bị nứt nên giờ chị đi làm lại. Thì răng thật của mình đó chị, ban đầu nó bị khuyết điểm gì mà chị lại muốn làm răng xứ? Răng thật của chị lúc trước thì nó cũng vàng á, rồi bị không có đều nên chị làm răng xứ lại. Thì lúc đầu bác sĩ cũng cho chị coi tư vấn màu sắc răng của chị á, khi mà gắn lên thì chị thấy hài lòng. Thì răng sứ cũ với lại răng sứ mới hiện giờ thì chị cảm thấy như răng này nó có vẻ như có duyên hơn, là duyên hợp với chị hơn. Thành ra chị cảm thấy vừa bụng. Sau khi mà chị Soàn đã tham gia chương trình thay răng sứ của nha khoa Ân Tâm nè, thì không biết là chị cảm nhận về chương trình này như thế nào? Thì lúc đầu thì chị cũng định lại làm răng sứ thôi, chứ không có nghĩ là chương trình có cái chương trình mà đổi răng sứ cũ á, hay răng sứ mới á, thì chị thấy cái chương trình này thấy cũng giảm được chi phí cho người làm răng sứ á, nên thôi chị cũng quyết định chị làm. Chị làm răng sứ mới này thì này có thể chị ưng ý hơn, cảm thấy hài lòng hơn. Thì cũng có nhiều người hỏi chị đó, chị cũng nói là chị làm ở Ân Tâm. Chị Soàn ơi, sau khi mà chị đã tham gia chương trình thay răng sứ rồi thì không biết là chị có thông điệp nào chia sẻ đến những vị khách hàng cũng đã từng làm răng sứ nhưng mà không ưng ý về màu sắc, độ thẩm mỹ, giúp cho họ có động lực đến với lại nha khoa Ân Tâm và thay răng sứ mới được đẹp như chị được không? Sau khi chị đã sử dụng cái dịch vụ thay răng sứ cũ đổi răng sứ mới á, thì chị cảm thấy rất là hài lòng. Bác sĩ ở đây thì rất là dễ dàng, thân thiện và các bạn nhân viên thì rất là nhiệt tình, dễ thương. Nếu như quý khách nào muốn thay răng sứ cũ đổi răng sứ mới giống như tình trạng răng của mình trước kia mà không có quỹ á, thì hãy mạnh dạn lại đây làm để lấy lại nụ cười tự tin cho mình nhé. Nha khoa Ân Tâm cũng xin cảm ơn những chia sẻ thực tế từ chị Soàn. Hiện tại nha khoa Ân Tâm vẫn còn rất nhiều suất thay sứ dành cho tất cả quý khách hàng đã từng làm răng sứ thẩm mỹ nhưng chưa hài lòng về màu sắc, chức năng ăn nhai, đều có thể đăng ký tham gia chương trình. Hy vọng thông qua chia sẻ thực tế từ chị Soàn có thể giúp quý khách hàng hiểu thêm về dự án cộng đồng mà nha khoa Ân Tâm đang thực hiện, giúp cho chương trình thay răng sứ mới, đổi răng sứ cũ được chia sẻ rộng rãi đến nhiều người hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay. Hy vọng có thể gặp lại tất cả mọi người trong những số quay tiếp theo của nha khoa Ân Tâm.